tạo ra được mô hình có đối trọng tương đương để cạnh tranh với các nhà đầu tư ngoại. Diễn đàn 91 VOV Giao thông với chủ đề mua sắm trực tuyến và sự áp đảo của các sàn thương mại điện tử sẽ cùng các khách mời trò chuyện quanh các vấn đề vừa nêu. Quý vị quan tâm có thể gọi về hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh, 024 37 91 91 91 tại Hà Nội để đăng ký tham gia chương trình, hoặc quý vị có thể tương tác cùng chúng tôi qua fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 91, 60 phút bình luận và cùng lên tiếng. Diễn đàn 91. Phương Uyên kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng đồng hành với chương trình Diễn đàn 91 buổi trưa nay, được phát sóng vào thứ Năm ngày 14 tháng 11 năm 2024. Kính thưa quý vị, gần đây nhiều sàn thương mại điện tử ngoại, trong đó có trường hợp chưa được cấp phép, đã mở các chiến dịch bán hàng rầm rộ tại Việt Nam. Thoạt đầu có vẻ mang lại lợi ích cho khách hàng vì hàng hóa rẻ, chiết khấu cao, nhưng kỳ thực có rất nhiều vấn đề gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng. Trong khi đó, Việt Nam chưa thực sự tạo ra mô hình có đối trọng tương đương để cạnh tranh với các nhà đầu tư ngoại. Đây cũng là vấn đề mà chương trình Diễn đàn 91 hôm nay VOV của chúng tôi bàn luận. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời có mặt trong chương trình hôm nay. Đầu tiên xin được giới thiệu Tiến sĩ Thái Lâm Toàn, Viện trưởng Viện Đào tạo Bách Khoa. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời thứ hai, Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dr. SME, Tư vấn Tái cấu trúc Chuyển đổi số và Chuyển đổi xanh. Chúng tôi trân trọng giới thiệu vị khách mời thứ ba, luật sư Phùng Anh Chuyên, Ủy viên Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam. Kính thưa quý vị, chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 12:30 đến 13:30 hôm nay, thứ Năm ngày 14 tháng 11 năm 2024, phủ sóng ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các vùng lân cận. Ngay từ thời điểm này, quý vị thính giả cũng có thể tương tác với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, quý vị tương tác về chương trình qua số 028 39 91 91. Tại khu vực thành phố Hà Nội, quý vị tương tác về chương trình qua số 024 37 91 91 91. Chương trình của chúng tôi cũng đang được livestream trên trang fanpage VOV Giao thông. Và chúng tôi rất mong nhận được những câu hỏi, những đóng góp của tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, trước khi đến với chương trình của chúng ta hôm nay thì Phương Uyên mời quý vị thính giả và các vị khách mời chúng ta cùng lắng nghe ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông, ý kiến của khách hàng, người tiêu dùng trải nghiệm mua hàng trên các sàn thương mại điện tử trong thời gian vừa qua. Theo thông tin từ công ty nghiên cứu thị trường Modo Intelligence, Việt Nam được đánh giá là một trong 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử cao nhất thế giới, đứng đầu Đông Nam Á, tốc độ tăng trưởng luôn đạt hai con số. Trong đó, về thị phần, theo ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông, người tiêu dùng dành phần nhiều thiện cảm cho các sàn thương mại điện tử có vốn đầu tư ngoài hoặc trụ sở chính ở nước ngoài như Shopee hoặc TikTok. Cũng thường mua, hồi trước mua Lazada, giờ thì hay mua ở Shopee. Facebook có, TikTok tại không có xài nên không có mua. Thì khoảng mua sách rồi cũng có mua trên Tiki. Đèn đỏ thì hồi xưa thôi chứ giờ thì không có dùng nữa. Mua chủ yếu là online chứ. Chị thường mua qua Shopee này, Facebook nè, hoặc là Tiki nè. Trên đỏ chị biết, nhưng mà tại vì xung quanh chị cũng không có nhiều thông tin về nó nên chị cũng ít. Hầu như chưa có lần nào có trải nghiệm mua trên đó cả. Tiki chị mua sách, với cả nhiều khi nào chị cần một cái hàng gì đó mà nó đảm bảo chắc chắn về chất lượng thì chị sẽ mua ở trên Tiki. Thứ nhất là Facebook, thứ hai là Shopee, thứ ba là TikTok. Em thì chắc khoảng là 45% á chị, tại vì một số mặt hàng thì em không có cần gấp á, em sẽ mua xin trả, tại vì thoải mái về cái mặt thời gian, khi mà không có thể nào mà đi đến cửa hàng thì em sẽ lựa chọn là mua online. Mua ở qua bên kênh TikTok hoặc là mua qua kênh Shopee thôi. Bên Facebook cũng có mua thỉnh thoảng, ở bên Tiki thì thỉnh thoảng có qua mua.
Thói quen của người tiêu dùng được xây dựng từ lợi ích chi tiêu. Dường như các sàn thương mại điện tử ngoại đã đáp ứng được những tiêu chí người tiêu dùng thực sự cần. Và đây là một số đánh giá của người tiêu dùng về miếng bánh thương mại điện tử ở thời điểm hiện tại. Có vẻ như là nó đa dạng hơn, nó nhiều mặt hàng, nó nhiều mẫu mã, nó nhiều giá nhiều cho mình lựa chọn, rồi trong đó nó có nhiều đánh giá nữa để mình dễ lựa chọn hơn nữa. Còn bên mấy bên đây thì thấy hình như là nó ít, vài lần mua thấy nó ít, cái cũng chán không mua. Gần như là tại vì mua đa phần á nha, là mua trong mall không à, lựa trong Shopee Mall hay Lazada Mall á, 90% á là ok. Còn mua ở ngoài á thì cũng được, nói chung là tại vì dựa vô cái số lượt bán ra với lại là đánh giá của người ta rồi mua thì thấy nó cũng khá là ok á. Chỉ có gặp một hai trường hợp là chưa hài lòng lắm thôi, nhưng mà cũng chấp nhận được. Tiki thì chị thấy nó đảm bảo hơn về mặt chất lượng so với Shopee. Còn Shopee thì nó nhiều hàng nhưng mà mình không có biết chất lượng nó như thế nào. Được cái là nó đa dạng và giá rẻ. TikTok với Shopee thấy nó dễ hơn á, kiểu nó có những cái live stream trực tiếp tụi mình xem mà nó được áp nhiều cái mã giảm giá, nó có nhiều chương trình ưu đãi á. Tức là có những cái mặt hàng mà cần phải đi ra offline thì mình sẽ mua offline. Còn những cái mặt hàng nào dễ thì mình sẽ mua online nhiều hơn. Không luồn ra 50-50. Sàn của Việt Nam mà nó yếu hơn so với mọi người là gì? Tại vì nó không có sự kết nối á. Ví dụ như trên TikTok thì ở trên đó là người ta vừa lên người ta sáng tạo nội dung trên đó, hoặc là người ta xem những sáng tạo nội dung của người khác. Sẵn tiện đó là người ta qua người ta mua luôn hàng. Và người ta có nhiều cái mã giảm giá và hàng cập nhật nó cũng nhanh, cũng dễ tiếp cận á. Mọi người hay mua bên TikTok với Shopee à, nó có chế độ quá trình nhiều luôn. Ví dụ như mua sách thì lên Tiki, nhưng mà bây giờ bên TikTok á, nó cũng có bán sách luôn rồi. Theo các chuyên gia, những chiến lược cạnh tranh của các sàn thương mại điện tử đến từ các yếu tố như giá, thời gian giao hàng, chương trình hậu mãi, khuyến mãi, tặng quà. Thời gian tới, chắc chắn thị trường thương mại điện tử Việt Nam sẽ còn chứng kiến nhiều sự cạnh tranh gay gắt hơn nữa khi các sàn thương mại điện tử nước ngoài tiếp tục đổ bộ. Để doanh nghiệp thương mại điện tử trong nước có thể giành lại thị phần, một phần đến từ sự nỗ lực tự thân, phần khác đến từ các chính sách phù hợp của cơ quan chức năng. Kính thưa quý vị khán thính giả, cùng với các vị khách mời, chúng ta vừa cùng lắng nghe ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông về những ý kiến của khách hàng sử dụng các sàn thương mại điện tử trong thời gian vừa qua. Và hôm nay, để mang tính khách quan thì chúng tôi có mời Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh từ chối tham dự, cũng xin được thông tin đến quý vị khán thính giả được biết. Kính thưa quý vị, và chương trình của chúng tôi với chủ đề mua sắm trực tuyến và sự áp đảo của các sàn thương mại điện tử ngoại, hy vọng rằng sẽ nhận được rất nhiều những ý kiến đóng góp của tất cả quý vị. Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh ạ. Ông có ý kiến như thế nào về hiện tượng Temu và một số sàn thương mại điện tử khác đang hoành hành trên hệ thống sàn thương mại điện tử tại Việt Nam ạ? Dạ, cũng xin cảm ơn VOV và xin gửi lời chào đến tất cả các bạn đang nghe đài. Thế thì ở đây thì tôi muốn nói một chút về lịch sử, tức là năm 2001 thì lúc thì tôi học xong chương trình MBA ở Philippines và về làm ở tại một công ty, thì có một bạn cùng học chương trình mà em thạc sĩ với tôi và sau đó mở gọi là thương mại điện tử năm 2001, và sau 2 năm thì thất bại. Và như vậy là các bạn thấy rằng khi chúng ta nhìn một cách rất là sâu sắc như vậy là chúng ta thấy rằng là thương mại điện tử là đã có manh nha rất là sớm và bây giờ có thể nói là đang là thời kỳ hoàng kim của thương mại điện tử. Bởi vì tôi nghĩ rằng đó là một qua cái sự vừa trao đổi, đó là các bạn trẻ, và đặc biệt đó chính là cái động lực của để mua sắm ở trên sàn thương mại điện tử. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng khi mà nhìn như vậy thì chúng ta xác định là thương mại điện tử là một xu hướng không thể nào gọi là tránh được, hay là tất cả chúng ta sẽ từ từ chuyển từ thương mại truyền thống sang thương mại điện tử. Câu chuyện ở đây ấy, là khi mà chúng ta chuyển sang thì bất kỳ một cái hình thức kinh doanh hay là một phương thức bán hàng nào đấy thì bao giờ nó cũng có những mặt tốt và những mặt xấu. Và khi mà chúng ta nói đến cái khái niệm mà hoành hành, tức là chúng ta đang nói đến là sàn thương mại điện tử, các sàn thương mại điện tử không chỉ của nước ngoài mà ở tại Việt Nam cũng đang tồn tại và có rất nhiều các vấn đề mà chúng ta cần phải bàn, đặc biệt là vấn đề về bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ về xã hội và vấn đề về môi trường. Thì đấy là những điểm mà tôi nghĩ rằng là các diễn giả ngày hôm nay sẽ và chúng ta sẽ cùng mổ xẻ để đi sâu trong vài phút tới. Yeah.
Và ý kiến của tiến sĩ Thái Lâm Toàn về vấn đề này ra sao ạ? Thì bây giờ như chuyên gia Tuấn Anh phân tích thì thật ra là thương mại điện tử đã có từ rất lâu đời và nó manh nha. Tuy nhiên chúng ta nhìn cái vấn đề này theo nhiều khía cạnh khác nhau. Thứ nhất là chúng ta nói về theo mô đang hoành hành thì chúng ta xem là cái đầu tiên nhất là mình xem cái ưu điểm trước. Ví dụ như là ưu điểm của nó là giá cả cạnh tranh của sàn thương mại điện tử thì chúng ta đã biết rồi. Thứ hai nữa là đa dạng hóa sản phẩm, và những cái dòng sản phẩm này nó có rất nhiều cái product cho khách hàng chúng ta lựa và chọn. Tiếp tục đó là có những cái chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn, và một số cái ưu điểm về sàn thương mại điện tử mà Temu đang triển khai trên cái hệ thống internet, nhất là trong cái xu thế chuyển đổi số ngày hôm nay. Thì chúng ta nhìn theo đa chiều thì cái phần thứ hai mà tôi muốn chia sẻ đó là nhìn về thách thức và sự lo ngại. Thứ nhất là nói về sản phẩm thì chúng ta quan tâm điều đầu tiên nhất đó là chính là chất lượng sản phẩm. Tôi lấy ví dụ như là một số sản phẩm thì quảng cáo trên hệ thống truyền thông và trên sàn thương mại rất là ok, đa dạng quá, nhưng mà khi chúng ta nhận được dòng sản phẩm thì cái chất lượng là điều mà chúng ta người tiêu dùng end user cuối cùng là những người chịu sự ảnh hưởng nhiều nhất và có sự trải nghiệm nhiều nhất. Thứ hai đó là về cái thời gian vận chuyển, nói về logistics. Thì nếu mà nói câu chuyện logistics này thì tôi có một sự trải nghiệm khá nhiều. Đó là ngày trước tôi cũng sử dụng và tôi phát triển, công ty tôi cũng có thành lập một cái sàn thương mại điện tử. Nhưng chết ở chỗ là tôi bị gãy khúc ngay cái chỗ là logistics. Nhưng ngày hôm nay cái việc logistics, chút xíu chúng ta sẽ phân tích thêm, nó sẽ có đa dạng quá hơn những lúc tôi khởi nghiệp. Tiếp tục cái sự thách thức lo ngại đó là chính sách đổi trả hàng sản phẩm. Tiếp tục là an toàn về thông tin. Và chúng ta thấy rằng là tôi phân tích đa chiều như vậy thì đối với góc cạnh đứng về phía người tiêu dùng thì chúng ta sẽ có những cái trăn trở như sau. Thứ nhất là chúng ta có được cái phương thức so sánh giá của những cái nhà cung cấp sản phẩm trên cái sàn giao dịch đó, và chúng ta chọn lựa nhà bán uy tín, và chúng ta có những cái lưu file là những cái hóa đơn hàng hóa mà chúng ta đã xem xét. Và nó có một cái hay nữa ngày hôm nay, chúng ta là người tiêu dùng thông minh thì chúng ta biết tận dụng mạng xã hội, và chúng ta có thể đánh giá là 1 sao, 5 sao, và chúng ta có thể kêu gọi cộng đồng. Thì cái phần mà tác dụng của sử dụng cái mạng xã hội nó cũng là một cách để chúng ta bảo vệ, mà hơn ai hết là chúng ta phải bảo vệ cái sự chính nghĩa và cái sự trải nghiệm thực tế hơn là những cái lời qua Mỹ truyền thông và PR. Thì đó là những cái cá nhân tôi nhìn nhận và sự trải nghiệm của tôi là một nhà đào tạo và là một nhà khởi nghiệp, là một cái CEO của doanh nghiệp, thì tôi có góc nhìn đa chiều như vậy. Dạ, xin được cảm ơn tiến sĩ Thái Lâm Toàn. Thưa luật sư Duyên ạ, vừa rồi thì người ta phát hiện có rất nhiều sàn thương mại điện tử, trong số đó là có những sàn thương mại điện tử hoạt động chui, không giấy phép, nhưng có sức hút đối với thị trường Việt Nam. Thì ở góc nhìn pháp lý thì luật sư Phùng Anh Duyên nghĩ gì về vấn đề này ạ? Kính chào quý thính giả, chào các vị khách mời, chào MC. Thì ở góc độ pháp lý thì đối với những cái sàn điện tử mà hoạt động chui hoặc là hoạt động chưa được cấp giấy phép á, thì ở đây nó rủi ro rất là lớn cho người tiêu dùng. Ngoài về mặt pháp lý thì tôi cũng đi phân tích thêm một chút là về ví dụ như là như cái sàn chui này thì thông thường những sàn điện tử nó cạnh tranh mà, thì hàng hóa họ bán thường là giá rẻ. Thì những cái hàng điện tử, hàng mà cái bán qua những cái trang mạng điện tử này, qua cái những cái mà sàn thương mại điện tử này, thì mình không kiểm soát được cái chất lượng của sản phẩm và cái xuất xứ của sản phẩm mình cũng không biết. Cho nên là cái vấn đề mà khi mà người tiêu dùng mà mua chúng những cái sản phẩm như vậy thì rất là thiệt hại, mà cũng khó cho người tiêu dùng. Ở đây về góc độ pháp lý thì khi mà xảy ra tranh chấp hay là khi mà xảy ra những cái vấn đề mà nó liên quan ấy, thì nó chưa có cái khung pháp lý mà để xử lý những cái hàng, cái chủ thể này. Bởi vì họ chui mà mình chưa có giấy phép, chưa có gì hết, thì cái việc xử lý mà họ lại ở nước ngoài xuyên biên giới nữa, thì bây giờ cái xử lý nó rất là khó, mà chính ở đây là thiệt hại cho
cho người tiêu dùng thôi. Tôi cũng có ngay cả một thân chủ gọi cho tôi là bây giờ bán hàng mà bây giờ chuyển tiền đặt về đây rồi mà bây giờ muốn trả lại cái hàng đấy thì như thế nào, thì tôi thấy đây cũng là cả một vấn đề đấy chứ không phải chuyện đơn giản. Ví dụ như ở nước mình mà cái sàn này nó ở nước mình mà được cấp phép thì mình ngay lập tức mình liên hệ với họ, còn họ liên hệ với họ lại không được nữa thì tôi bảo bây giờ phải liên hệ trực tiếp với cái trang bán đấy, mà liên hệ với không được thì bây giờ cũng khó ngay cho cả người tiêu dùng ở trong nước. Còn nếu mà xảy ra tranh chấp nữa thì tôi nghĩ cả là luật của mình thì nó chưa có cái quy định mà những cái sàn, luật thì có, tức là nghị định có hướng dẫn về cái giao dịch điện tử, về những cái mà sàn giao dịch điện tử này, thì nhưng mà về cái những cái mà giao dịch chui, giao dịch xuyên biên giới như thế thì nó chưa điều chỉnh sâu về cái đó. Ngoài ra một cái vấn đề lớn nữa là ở đây bán hàng với những cái hàng hóa nó rẻ như vậy mà mình lại cái chính sách thuế của mình đối với những hàng rẻ đấy thì số lượng nó rất là lớn, mà dân của mình thì tiêu dùng thì họ bán như vậy thì người tham gia rất là nhiều, cho nên cái thất thu thuế của cơ quan nhà nước của mình, cho nên đây cũng là một vấn đề mà lớn mà các cơ quan nhà nước mình rất là đang quan tâm vấn đề này. Một phần là bây giờ mình phải điều chỉnh làm sao mà đảm bảo cho người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, về giá cả, rồi về cái luật pháp, và để đảm bảo tốt nhất cho người tiêu dùng thì những cái vấn đề đó là cần một hệ thống của hệ thống văn bản và cần các cơ quan nhà nước cùng tham gia để cùng là phát triển cái thương mại điện tử, cũng như các chuyên gia đây nói là đây là cái xu thế thì mình phải cố gắng mà mình khắc phục, và mình sẽ ban hành những cái văn bản để điều chỉnh tốt và tốt nhất cho người tiêu dùng. Xin ạ. Dạ. Thưa luật sư, như vậy thì theo luật sư thì ngành chức năng có những cái khó khăn thách thức nào trong quá trình kiểm tra cũng như là quản lý những hoạt động của các sàn thương mại điện tử này ạ? Ở đây thì như tôi nói rồi, tức là cái việc mà nó có những cái sàn điện tử mà xuyên biên giới chui này thì có một số luật của mình thì quy định rất là rõ là Bộ Công Thương và các sở ban ngành, các bộ và các cơ quan ngang bộ và các ủy ban nhân dân là phải cùng phối hợp để xử lý những cái vấn đề này. Nhưng mà ở đây nó xuyên biên giới và những cái hàng hóa này thì nó liên quan, ví dụ như là mình mua online ở nước ngoài chuyển về thì nó lại có những cái hàng hóa thì nó lại dưới giá trị mà để đánh thuế. Thì như vậy thì cơ quan hải quan, thì mới đây nhất thì bên hải quan cũng có ban hành một cái văn bản ngày 26 tháng 10 gọi là bên Bộ Công Thương, là của Bộ trưởng là Nguyễn Hồng Diên là ban hành, là yêu cầu là các cơ quan hải quan phải xem xét lại những cái vấn đề đó. Bởi vì nếu mà nó qua những cái hải quan như vậy mà mình cứ để cho nó đi vào, bởi vì giảm giá rất là nhiều mà cái hàng hóa thì nó thấp hơn dưới cái mức mình đánh thuế. Như vậy thì bây giờ mình quản lý như vậy thì phải quản lý nó như thế nào, thì phải xem xét lại thật kỹ cái đó. Và tôi nghĩ rằng ngoài những cơ quan hải quan ở đây thì là một số các cơ quan Bộ Công Thương này bây giờ phải xem xét lại những cái vấn đề mà giấy phép, rồi cái quá trình hoạt động của những cái sàn điện tử đấy, và nhất là những cái mà hàng hóa thông quan của mình mà qua những cái biên giới và ngay cả giao dịch ở trong nước này, những hàng hóa đấy thì đấy là cả một cái hệ thống, như tôi nói phần trước là cả một hệ thống mình cùng phải tham gia thì mình kiểm soát được cái vấn đề mà cái hàng bán qua cái trang thương mại điện tử này được. Thì luật của mình thì cũng có, tức là luật thương mại điện tử. Rồi ở đây thì nghị định mà điều chỉnh trực tiếp thì trước năm 2013 cũng đã có rồi, và cái sửa đổi năm 2013 thì có nghị định 58 ngày 25 tháng 9 năm 2021 thì cũng chi tiết một số cái, nhưng mà bây giờ nó biến tướng nhiều, một số cái mà nó chui, rồi một số cái nó xuyên biên giới thì luật của mình cũng chưa điều chỉnh tới cái đó, chưa điều chỉnh kịp á, thì tôi hy vọng rằng nhà nước mình sẽ sớm có những cái văn bản và các cơ quan hữu quan sẽ có các văn bản và cùng nhau là để làm sao mà để kiểm soát được những cái trang thương mại điện tử này, mục đích là để cho hoạt động cho nó đúng quy định của pháp luật. Nếu chưa đăng ký thì phải đăng ký. Còn nếu mà những cái mà sàn nào chui thì mình có thể là mình sẽ đóng cửa những cái sàn đó và mình xử lý theo quy định của pháp luật thôi. Còn và tiếp nữa là mục đích là những cái các cơ quan để kết hợp làm sao để mang lại tốt nhất cho người tiêu dùng, tốt nhất cho người dân, và khi có vấn đề gì mà có tranh chấp hoặc là khi có gì đấy thì người dân, người tiêu dùng họ còn có cái căn cứ để bảo vệ quyền lợi cho họ. Xin hết ạ. Dạ.
Thưa ông Tuấn Anh, ông đánh giá như thế nào về thực trạng hoạt động của hệ thống các sàn thương mại điện tử với những cái nhân tố nổi bật chủ yếu là các gương mặt ngoại như là Shopee hay là Lazada, TikTok? Ở đây thì tôi chia sẻ là khi mà chúng ta nhìn thì góc độ đầu tiên đó là tôi nghĩ rằng đó là chính sách về thuế. Yeah. Ở đây thì tôi thấy rằng ví dụ như là chúng ta đang tranh luận rất là nhiều về cái mức gọi là miễn giảm thuế cho các cái hộ kinh doanh nhỏ là đâu đó, như tôi nhớ không nhầm là nó là 200 triệu. Thế tức là đây thì chúng ta nhìn thấy là gì? Chúng ta cần một cái sự gọi là công bằng về thuế giữa là các cái kênh thương mại điện tử và kênh truyền thống. Và rõ ràng là chúng ta nhìn thấy rằng là chúng ta không có trọng cái kênh nào cả, mà đây là cái sự gọi là công bằng. Hàng hóa cho dù là xuyên biên giới, cho dù là trên sàn thương mại điện tử hay là truyền thống thì cái gọi là cái mức thuế là nó phải ngang bằng nhau trên cùng một loại sản phẩm. Yeah. Thì cái này chính là tôi nghĩ rằng là rất là cảm ơn VOV, bởi vì tôi có thể thay mặt rất là nhiều các cái hộ kinh doanh nhỏ để nêu lên cái sự gọi là cái sự đòi hỏi cái sự công bằng. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa thì chúng ta lại nhìn thấy một cái sự công bằng là như thế này. Đối với hàng hóa sản xuất ở tại Việt Nam, chúng ta đưa một cái hàng hóa ra thị trường là phải có kiểm soát về chất lượng, là phải đăng ký. Yeah. Phải làm rất nhiều các vấn đề, và rõ ràng khi mà chúng ta tuân thủ toàn bộ theo những cái yêu cầu pháp lý như vậy thì giá thành của hàng hóa sẽ tăng lên. Thế thì vấn đề đặt ra là như thế này: những hàng hóa bán qua sàn thì ai là người đứng ra kiểm soát chất lượng và đạt chuẩn? Ví dụ như tôi nói một cách đơn giản là bây giờ là các bạn ấy mua những cái đồ dùng ở trong nhà, và chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều những cái câu chuyện cháy nổ ở trong chung cư mini. Yeah. Là xuất phát từ những cái hàng hóa đó. Thế thì bây giờ ví dụ như một cái câu chuyện là trong một cái chung cư mini mua một cái hàng điện tử trên sàn thương mại điện tử và cái hàng đấy nó chập cháy do không đảm bảo điều kiện thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Sàn hay là một ai đấy? Và rõ ràng ở đây chúng ta nhìn thấy rằng cái này là một cái lỗ hổng về mặt pháp lý. Yeah. Hàng hóa ở trên đấy nhỏ, nhưng theo quan điểm của tôi là khi mà anh bán vào là anh phải có một cái hàng rào về chất lượng để anh kiểm soát. Đấy là điều thứ hai. Tiếp đến nữa là một điều thứ ba nữa, đó là cái sự công bằng về của người tiêu dùng. Ví dụ như bản thân với tôi chẳng hạn, tôi rất ít khi tôi mua hàng ở trên sàn thương mại điện tử. Bởi vì sao? Bởi vì là tôi luôn quan niệm như này: khi mà tôi mua nó có những cái vấn đề gì thì tôi biết tìm ai để tôi có thể trả lại hàng, mà tôi có thể đòi lại cái sự gọi là những cái dịch vụ phàm. Thành thực ra ở đây ấy, là có lẽ là chúng ta cần phải, tôi trước là tôi làm ở Fphone thì chúng ta thấy rằng là các cái đơn vị mà làm về viễn thông thì dứt khoát họ phải có những phòng giao dịch ở tại các thành phố, họ phải có những điểm chạm để cho khách hàng có những vấn đề gì đấy đến. Thành thử ra ở đây chúng ta phải đặt một vấn đề về mặt quy định về vận hành là các sàn thương mại điện tử bắt buộc phải có các điểm giao dịch. Yeah. Vật lý để cho chúng ta có thể khách hàng tới được. Ví dụ như bây giờ là chúng ta đang yêu cầu các cái gọi là mạng xã hội phải có cái nơi đặt cái dữ liệu ở tại Việt Nam, thì bây giờ rõ ràng anh bán hàng triệu đơn hàng như vậy mà anh không có cái chỗ, cái vật lý để cho khách hàng tới xử lý các thứ vân vân, thì tôi nghĩ rằng cái đấy là một cái sự đấy đâu đó nó không công bằng với cả người tiêu dùng. Thế ra ở đây thì cái chốt lại của chúng ta ở đây là một cái điều rất là quan trọng, là như là luật sư đã nói, ở đây chúng ta không đòi hỏi cái vấn đề là quá mức, mà chúng ta đòi hỏi cái sự công bằng về vật pháp, về luật pháp, công bằng về thuế, công bằng về quyền tiêu dùng. Yeah. Thưa tiến sĩ Toàn, có một thực tế là chúng ta thấy là các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam như là Tiki hay là Sendo cũng được đầu tư mạnh mẽ, thậm chí là xuất hiện từ khá sớm, nhưng đến thời điểm này vẫn đang rất vất vả trong việc cạnh tranh cũng như là tìm cách duy trì hoạt động. Thì ông có thể chia sẻ một chút xíu về cái góc nhìn này không ạ? Vâng, thưa các chuyên gia, thì theo góc nhìn của Toàn á, thì mình nhìn đa chiều thì chúng ta thấy là gần đây nhiều cái tập đoàn đầu tư về e-commerce là về thương mại điện tử. Thì chúng ta thấy một điều nè, là thí dụ như là chúng ta thấy những cái tập đoàn đó họ có quy mô, họ có một lợi thế cực kỳ mạnh, đó là quy mô về tài chính và họ có trường vốn. Thì tôi lấy một ví dụ đơn giản nhất mà các bạn thường thấy là TikTok. Anh chị thấy họ trợ giá là 50-80%, nhưng mà đó là dưới góc độ họ là tập đoàn, họ là tài chính, thì họ có nguồn vốn lớn. Thì nếu mà đứng dưới góc độ là quốc tế quá thì có thể đâu đó họ sẽ có một cái lợi thế. Và ngay cả sân nhà chúng ta là tại Việt Nam,
thì cái việc mà họ thực hiện như vậy thì họ cần phải theo luật thương mại. Nhưng mà ở đây tôi nhìn một góc độ là một chiến lược gia thì thứ nhất là chúng ta thấy quy mô về tài chính là điều tất yếu, họ sẽ thắng ở chúng ta ở quy mô tài chính. Thứ hai là họ phải có một chiến lược cạnh tranh, ví dụ như họ cạnh tranh về giá. Thứ ba là họ có mức độ quốc tế hóa, họ có mức độ quốc tế hóa và họ có thể đã đâu đó lâu rồi chúng ta thấy một cái câu chuyện mà chúng ta có một sự trải nghiệm rất lớn là việc tập đoàn quốc tế hợp tác Việt Nam ta và họ cố tình lỗ và lỗ có chiến lược tại sân nhà nhưng họ thắng, thắng là thắng về thương mại. Tôi lấy ví dụ như ngay từ đầu thì chúng ta đâu biết TikTok là gì, nhưng họ cố tình thắng thương mại. Thì ý cho tôi nói là góc nhìn đa chiều là góc nhìn một cái góc nhìn toàn cảnh như vậy. Tuy nhiên đó là một vấn đề khó, nhưng mà khó không phải là chúng ta không giải quyết được. Như vậy thì quay lại câu hỏi của MC thì tôi thấy rằng là chúng ta cần có một giải pháp chứ. Thì đầu tiên nhất là chúng ta yếu về vốn thì chúng ta cần xây dựng một cái thương hiệu thật sự là mạnh. Ta đầu tư về thương hiệu. Thì đầu tư thương hiệu về ngày hôm nay không chỉ là đầu tư về tài chính không, mà chúng ta có cả một cái chiến lược về thương hiệu. Tôi lấy ví dụ một cái hình tượng rất là nhỏ là nếu mà chúng ta tất cả mọi thứ muốn tìm kiếm trên Google chẳng hạn, thì chúng ta có hai trường phái. Một trường phái là tôi rất nhiều về tài chính, tôi sẽ mua tất cả các từ khóa Google AdWords, SEO, đúng không ạ? Nhưng có một cái chiến lược thứ hai tôi gọi là chiến lược tạo nên một cái di sản. Tôi lấy trường hợp cụ thể, tôi tư vấn một số doanh nghiệp thì tạo một di sản nghĩa là anh sẽ sử dụng những chiến lược về bài viết, về những trải nghiệm khách hàng, những video mà nó mang tính chân thực và chúng ta có tính chất giáo dục thị trường và chúng ta tạo được những cái bài học, tạo nên di sản mà không phải có tiền mua được. Thì đó là một cái thế mạnh để chúng ta xây dựng gì? Chiến lược thương hiệu của đơn vị chúng ta. Thứ hai là chúng ta nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Tôi lấy ví dụ như sản phẩm dịch vụ ngày hôm nay, tôi lấy một cái case study mà tôi đang cùng cộng tác và đang làm coaching cho một số doanh nghiệp. Thì anh chị thấy thí dụ như bây giờ nói về sản phẩm mỹ phẩm, thì mỹ phẩm thì nó sẽ có rất nhiều loại. Chúng ta chia theo góc độ là hóa phẩm và dược phẩm. Cái này chúng ta không muốn đi lạc đề, mà chúng ta từ một nguồn sản phẩm, sau đó chúng ta mới đưa lên sàn nha. Thì chúng ta thấy quá trình ngày xưa đó là dược phẩm và hóa phẩm. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi lại có một cái cụm từ, đó là mỹ phẩm y tế. Mỹ phẩm y tế. Nhưng mà nó sẽ phục vụ cho chúng ta về mặt sức khỏe và sắc đẹp. Thì với một cái đó, nó nên một cái điều là nhà sản xuất. Tôi đang đứng ở góc độ nhà sản xuất và tôi đứng góc độ với người tiêu dùng, thì tôi thấy rằng thì ra mỹ phẩm đã qua rồi cái thời kem trộn đó là và là dược phẩm, và nó đi lên sàn thương mại điện tử thì chúng ta phải có một cái chiến lược, đó là về chất lượng sản phẩm. Cái điều mà thứ ba mà tôi muốn áp dụng để chúng ta có thể một cái thế mạnh đối với những cái tập đoàn lớn mà áp dụng thương mại điện tử, đó là chúng ta phải áp dụng công nghệ. Tuy nhiên công nghệ là chúng ta phải cần phải có một chiến lược. Thí dụ khi anh chị sử dụng ChatGPT thì thí dụ như một cái câu hỏi đó anh chị có thể lên ChatGPT mà chúng ta đặt câu hỏi đó. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ là cho dù công nghệ phát triển tới mức nào đi chăng nữa thì theo quan điểm cá nhân của tôi, yếu tố con người và tư duy sáng tạo vẫn là một điều then chốt. Thì chúng ta có công nghệ, mà một cái nghiên cứu gần đây nhất chúng ta cho thấy rằng là Việt Nam là một trong những đất nước đi sau nhưng trình độ về công nghệ cực kỳ lớn hơn tất cả các nước khác và ứng dụng nhiều nhất. Tôi lấy ví dụ một cái đơn giản mà đời thường chúng ta thấy đi. Thí dụ như tôi đi Mỹ và một khác nước châu Âu thì ngay cả cái điện thoại di động chúng ta họ xài là đời còn chậm hơn Việt Nam. Việt Nam mình là 16, 17, 18 là có ngay. Còn ví dụ như là nói về Samsung thì phone 4, phone 5 là có ngay. Thì có nghĩa là chúng ta đi sau nhưng chúng ta phải ứng dụng công nghệ một cách là triệt để và có chiến lược. Một ý tố tiếp tục thứ tư mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn để chúng ta dùng chiến lược để chúng ta thắng trên sàn thương mại điện tử, đó là chúng ta đa dạng kênh bán hàng. Và tiếp tục nữa là chúng ta tham gia vào các cái cộng đồng kinh doanh. Chúng ta lợi thế chúng ta là chúng ta phải nhìn thấy được cái mô hình mà chúng ta thường thấy nhất, đó là mô hình kinh doanh O2O. O2O đây là gì? O có nghĩa là online và to có nghĩa là offline. Có thể chúng ta sẽ kết hợp cả online và offline. Có những thứ online rất mạnh nhưng có những thứ phải giải quyết bằng bài toán offline. Cho nên chúng ta phải đa dạng quá những cái chiến lược đó, tùy vào tình hình của các đơn vị mà chúng ta ứng dụng e-commerce một cách hiệu quả nhất thì chúng ta có thể thắng những cái đối thủ, những cái tập đoàn khác và chúng ta cùng nhau có thể là phát triển, có thể là win-win hoặc là cooperate, có nghĩa là chúng ta kết hợp và có khi đôi lúc cũng phải đối đầu và chúng ta cần phải có những chiến lược đó. Có bao giờ các khách mời mua những cái món hàng online chưa ạ?
Ở đây ấy, thì tôi cũng chia sẻ về cái câu chuyện về mua online ấy. Thì tôi mà tôi cũng có mua, nhưng mà tôi mua là trên Amazon là chủ yếu. Chủ yếu tại vì là thứ nhất là mình rất là quan tâm vấn đề về chất lượng. Thành ra ở đây ấy, thì muốn bổ sung thêm cái ý của anh Toàn, đó là chúng ta khi mà chúng ta tiếp cận là chúng ta sẽ có nhiều cái loại phân khúc khách hàng khác nhau. Và như vậy là cái kênh thương mại điện tử đâu đó tôi đang nhìn là nó phù hợp với cả thứ nhất là những cái món hàng rẻ tiền. Thứ hai nữa là những cái món hàng nó không có cái giá trị cao như ở trong cuộc sống, nó chỉ sử dụng. Ví dụ như là tại bây giờ nó có túi mù, tôi nghe nói mua rất nhiều lại là vấn đề này. Tiếp đến một cái thứ ba nữa là nhiều khi chúng ta mua trên đấy, các bạn trẻ là chúng ta mua theo cảm xúc. Chúng ta mua theo gọi là FOMO, chúng ta sợ rằng là chúng ta bị bỏ lỡ. Thì tức là như vậy là đối với cả từng một cái loại hàng thì chúng ta sẽ có những cái phân khúc hay là cái cách bán nó khác nhau và mỗi một tùy thuộc. Tiếp đến nữa mà theo mà cái quan điểm của tôi khi mà chúng ta nói về cái mà thương mại điện tử thì làm thế nào mà để chúng ta có mà có thể vượt được hơn các cái sàn thương mại điện tử hay là các cái sàn thương mại điện tử của chúng ta của Việt Nam cạnh tranh với cả quốc tế, như là anh Toàn có nói là rất là nhiều vốn chẳng hạn. Đó là chính là cái bài toán chúng ta tập trung và cái thứ hai nữa đó là cái sự khác biệt. Thành thử ra ở đây theo tôi nghĩ rằng là đối với cả các cái sàn thương mại điện tử Việt Nam, tại sao chúng ta thua sút? Bởi vì chúng ta không chọn lựa những cái sản phẩm mà đặc biệt, ví dụ như là những cái sản phẩm nông nghiệp là một cái sản phẩm rất là thế mạnh, và như vậy là chúng ta cần phải tập trung vào cái những cái sản phẩm đấy để chúng ta đẩy ở trên cái sàn thương mại điện tử, để như vậy thì chúng ta cạnh tranh ở trong cái thị trường ngách. Đấy là một số những cái vấn đề khi mà trao đổi là những cái hàng hóa nào mà chúng ta nên mua và chúng ta nên mua ở đâu. Như vậy thì ông Tuấn Anh cũng vừa chia sẻ một số những cái điểm mạnh điểm yếu của các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam. Thì có một cái thực tế chúng ta phải thừa nhận rằng là khi mà chúng ta mua sắm qua các sàn thương mại điện tử một cách trực tiếp ở nước ngoài, ví dụ có một cái điều mà thực tế là mua bán tức là không qua trung gian. Và đó cũng là một cách được gọi là mua tận gốc bán tận ngọn. Thì tại sao ở Việt Nam chúng ta các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam thì không làm được điều đó ạ? Xin được mời ý kiến của các khách mời ạ. Mời tiến sĩ Toàn đi ạ. Cái này cũng là một cái câu hỏi rất hay và cũng được trăn trở. Thật ra tôi trả lời câu hỏi này là tôi rút ra từ kinh nghiệm sự thất bại của tôi. Đầu tiên nhất, đối với cái việc mà chúng ta lập được cái sàn thương mại điện tử đó, thì đầu tiên mà dễ nhìn thấy nhất đó chính là văn hóa tiêu dùng. Tôi lấy một cái case study mà tôi đã mất rất nhiều tiền, đó là cái việc đào tạo online. Thì ngày xưa thì các bạn biết tôi xuất thân từ dân công nghệ thông tin, cho nên là về model hay tất cả mã nguồn mở tôi có thể làm một cái hệ thống đào tạo rất là chuẩn chỉnh. Tuy nhiên khi mà chúng ta triển khai kinh doanh, nó gặp vấn đề ở chỗ là văn hóa tiêu dùng, có nghĩa là online tôi chưa có thích. Tuy nhiên tôi không có nhắc lại cái nỗi đau của chúng ta, đó là cái đại dịch Covid xảy ra, đó là một cái điều kiện để mà chúng ta chuyển đổi mô hình kinh doanh. Đó là đại dịch không ai mong muốn. Tuy nhiên đó là một cái case thực tế để chúng ta thấy rằng là online là cần thiết. Tuy nhiên ở điều ở đây nè, nó dễ thấy một điều là online nó bị vướng một cái vấn đề khá nhức nhối, đó chính là về security và information, có nghĩa là về bảo mật thông tin. Tôi lấy ví dụ như có những trường hợp tôi cũng đặt hàng online, tôi thì quan tâm tới sách và tôi cũng lên Amazon thì tôi rất an tâm. Tuy nhiên tôi cũng thử đặt hàng trên TikTok, tại vì tôi cũng phải thử mà, tại vì tôi làm nghề coaching và đào tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp, cho nên tôi cũng phải thử hết tất cả mọi thứ. Tuy nhiên phép thử của tôi vài trăm ngàn ở TikTok chẳng hạn. Anh chị thấy TikTok nó sẽ có rất nhiều cái cách mà thanh toán, đúng không ạ? Một số cách đơn giản mà khách hàng thường dùng nhất mà người ta ưa chuộng nhất là thí dụ như tôi đặt một món hàng A nào đó tới nhà tôi, sau đó tôi thấy món hàng đó xong ok chuyển khoản, đó là thứ nhất. Thứ hai là kết hợp với các cái kênh thanh toán, ví dụ như là Momo hoặc là một số khác. Cái thứ ba mà anh chị cần quan tâm đó chính là sao ạ? Anh chị để thông tin, và quan trọng nhất là để thông tin cái số thẻ tín dụng. Anh chị hiểu không ạ? Để số thẻ tín dụng đó là ngay lập tức anh chị thấy là thanh toán rất là nhanh. Nhưng mà lần sau anh chị tự nhiên sao nó trừ. Thì anh chị phải có cách. Ở đây tôi nói một
strategy như vậy để chị thấy là chúng ta phải có cách quản trị rủi ro. Thì cho nên có những cái những rào cản như vậy thì chúng ta thấy rằng là người dân, có nghĩa là end user sử dụng, họ rất là e ngại sử dụng trên nền tảng đó. Nhưng mà tôi, quan điểm của tôi thì theo phong cách của tôi là chúng ta đưa ra những cái khó khăn thì chúng ta không phải để đặt cái vấn đề khó khăn mà chúng ta cách phải quản trị và giải quyết vấn đề đó. Cho nên ở đây một cái điều tốt nhất là chúng ta phải đầu tiên đó là các chuyên gia chúng ta phải giáo dục thị trường. Có nghĩa là sử dụng cái môi trường thương mại điện tử thì nó sẽ thuận lợi và nó tạo được cái thuận tiện như thế nào. Tuy nhiên chúng ta cũng phải biết được là phương pháp sử dụng, cung cấp thông tin, rồi quá trình mua sắm nó phải có một quy trình đúng chuẩn. Và tiếp tục nữa là những nhà cung cấp dịch vụ, những cái sản phẩm đó cần phải có tạo được uy tín và cần phải có những feedback, cũng như là phải có những cái customer care, có nghĩa là chăm sóc khách hàng và tạo uy tín, phải từng bước step by step. Và phải giống như là chuyên gia tiếng Anh đã chia sẻ, đó là tôi gọi là cái mô hình là O2O, có nghĩa là anh chị mặc dù là anh chị hoàn toàn là thương mại điện tử. Giống như tôi là tôi có kết hợp một số cái trường đại học ở Thụy Sĩ để đào tạo các chương trình thạc sĩ tiến sĩ, nhưng vẫn ở Việt Nam vẫn phải có một cái trung tâm gọi là customer care, chăm sóc khách hàng. Tôi nói ví dụ như là em Nguyên xinh đẹp chẳng hạn đang có thắc mắc về một cái dòng sản phẩm nào đó thì ngay lập tức có thể chạy tới cái địa chỉ ngay quận 1 này chẳng hạn. Phải làm sao giải quyết được những cái nỗi bức xúc của khách hàng, thì cái đó là những cái mô hình. Tôi nghĩ rằng đó là những giải pháp và hàng ngàn giải pháp khác. Tuy nhiên trong cái thời lượng này không cho phép chia sẻ, thì anh chị thấy rằng là chúng ta kết hợp tất cả mô hình đó thì quả mai thương mại điện tử của Việt Nam mới phát triển và chúng ta sẽ có những cái ngách thị trường mà những cái nhà cung cấp dịch vụ của Việt Nam ta sẽ thắng đến những cái tập đoàn mà có quy mô lớn và có tài chính lớn. Quan trọng ở vấn đề ở chỗ là chúng ta phải biết là tài mới là chính chứ không phải tiền là chính. Dạ, dạ, cảm ơn chia sẻ của tiến sĩ. Dạ, còn ý kiến của ông Tuấn Anh ạ. Vâng, ở đây thì tôi xin chia sẻ một chút về cái góc độ của doanh nghiệp. Cách đây một vài tháng thì có một bài báo nói rằng là Thiên Long đã gặt hái được bằng thương mại điện tử. Nhưng mà thương mại điện tử của Thiên Long thì lại là tự xây chứ không sử dụng là các cái kênh thương mại điện tử như chúng ta đang bàn ngày hôm nay. Thành ra ở đây thì tôi cũng nhắn gửi với cả các về phía các cái đầu doanh nghiệp. Đó là gì? Thực sự ra bây giờ nếu mà chúng ta nhìn vào trong cái sàn thương mại điện tử ở tại Việt Nam thì thực sự ra là cái chi phí để triển khai sàn thương mại điện tử vô cùng lớn. Chi phí chúng ta phải thuê gọi là cái gian hàng của họ, chi phí cho các cái dịch vụ tồn kho, giao nhận, rồi khách hàng, rồi cái thời gian họ giữ tiền. Và bây giờ nó có một câu chuyện nữa là các sàn là giữ cái tiền lại và cho khách hoàn trả hàng mà không cần lý do. Và nói chung là cái việc mà chúng ta đưa các doanh nghiệp chúng ta đưa lên sàn thương mại điện tử là rất là tốn kém. Và tiếp đến nữa là có một cái câu chuyện bây giờ là chúng ta có một cái kênh đang gọi là thay thế sàn thương mại điện tử, có vẻ đó là live stream. Tôi nghĩ là có lẽ là chương trình có một hôm nào đó chúng ta có một cái buổi riêng để chúng ta mổ xẻ riêng về cái câu chuyện live stream này. Thế thì live stream và kênh thương mại điện tử nó chung nhau một cái điểm là trong cái khi mà chúng ta xây dựng một cái kênh bán hàng ấy, đó là cái kênh chúng ta phải trả tiền. Chúng ta cứ phải trả tiền để chúng ta mới có doanh số, chúng ta mới có khách hàng. Thực sự ra ở trong một cái kênh của một doanh nghiệp, khi mà tôi thực hiện các chương trình đào tạo tư vấn, nó có 3 thành phần. Một cái phần đầu tiên là chúng ta trả tiền. Một cái phần thứ hai là chúng ta xây cái kênh thương mại điện tử và cái kênh của chúng ta riêng, như là trường hợp của Thiên Long, tức là chúng ta phải xây cái website của chúng ta bán. Tiếp đến nữa là cái kênh mà chúng ta có thể nói là cái kênh chúng ta có thể kiếm được, ví dụ như là tại thành phố Hồ Chí Minh có tổ chức rất là nhiều các cái sự kiện, thì có tổ chức những cái gian hàng miễn phí cho các doanh nghiệp, thì chúng ta đến đấy chúng ta tham gia và chúng ta có khách hàng. Thế thì bây giờ cái vấn đề mà của các doanh nghiệp, mà gọi là cái thói quen bán hàng của các doanh nghiệp của chúng ta, thực sự ra đó là một cái cách chúng ta lại đang tạo điều kiện cho sàn thương mại điện tử phát triển. Đó là chúng ta đẩy hết cả 3 kênh rồi, chỉ còn mỗi một kênh chúng ta đẩy hết lên trên sàn thương mại điện tử thôi, và như vậy chúng ta phụ thuộc nó. Và một cái điểm quan trọng nhất mà tôi quan sát trong vòng 10 năm nay ấy, cái điểm gọi là yếu nhất và cái điểm mà dở nhất của sàn thương mại điện tử đó là gì? Đó là sàn thương mại điện tử không tạo nên được khách hàng cho chúng ta. Ví dụ như là tôi đang bán trà chẳng hạn, tôi thuê một gian hàng. Thế thì tôi để gian hàng đấy lên trên các sàn thương mại điện tử thì không có khách của thương mại điện tử. Tôi lại phải bỏ tiền ra tôi quảng cáo để khách hàng tới cái gian hàng đấy của tôi. Nhưng nó lại có một cái điểm nữa là khi khách tới gian hàng mua trà thì lập tức sàn lại đưa những khách đấy sang những cái nhãn cạnh tranh khác.
Đây chính là một cái điểm mà khi mà tôi tư vấn cho các doanh nghiệp, Vương luôn nói là gì? Các bạn đang sử dụng sàn thương mại điện tử là các bạn đang đưa, đồng thời đưa khách của các bạn và đồng thời đưa khách của các bạn tới các đối thủ cạnh tranh. Rất nguy hiểm. Thành thử ra ở đây là cái việc mà sàn thương mại điện tử xuất hiện nhiều như thế cũng là một cái phần là do chúng ta cái thói quen bán hàng, cái thói quen xây dựng cái hệ thống bán hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chúng ta là đang đặt 100% vào trong cái câu chuyện thương mại điện tử. Và đáng nhẽ là như là tôi với anh Toàn hay nói là phải là O2O, anh phải vừa phải có online, vừa phải có offline. Dạ, còn ý kiến của luật sư Chuyên ạ? Theo tôi thì như các vị khách mời cũng phân tích rồi, thì trong cái về khách hàng mà phân tích về điểm mạnh, cái thế mạnh và điểm yếu á, điểm mạnh và điểm yếu của cái sàn điện tử này, thì điểm mạnh thì bây giờ bởi vì đây là cái thời kỳ công nghệ mà cả thế giới đều như vậy hết, chứ không phải một mình nước mình, mà nước mình này, về chính sách của chính phủ là công nghệ đúng không, 4.0 rồi là số hóa, cho nên là đây cũng là một trào lưu. Mà nhất là giới trẻ nữa, thì tôi thấy là mình mua, ngay cả bản thân mình thì trước đây tôi cũng ít khi mà lên sàn tôi mua cái này cái kia lắm, thì bây giờ tôi cũng bắt đầu tôi tham gia, tôi cũng có mua được một số sản phẩm trên đó. Thì đấy là cái bây giờ nó trang bị cho mình nhiều thứ mà tiện lợi này để mà mình tiếp cận sàn điện tử, ví dụ như có một cái điện thoại là mình xử lý được hết. Trước kia thì khó, bây giờ bắt đầu giá điện thoại nó cũng rẻ, thì bắt đầu mình tiếp cận được và người dân cũng tiếp cận được, thì đấy là những cái mà công cụ để họ tiếp cận, và nhà nước mình cũng khuyến khích cái đó. Và trào lưu của thế giới mà nhất ở đây tôi thấy là nhất là lớp trẻ, họ đụng cái gì họ cũng mua. Ngay cả tôi có những con của tôi hoặc là em của tôi, họ mua cái gì họ cứ ở nhà mua, xong họ lên đấy họ đặt, họ mua về, chứ tôi thấy nó tiện lợi. Thì đấy là cái điểm mạnh mà họ chính, đây là những cái nhà mà họ những cái nhà mà bán hàng họ thiết kế ra được những cái trang mạng điện tử đánh đúng vào cái thời điểm và đúng vào cái sở thích của người giới trẻ. Họ đưa lên những cái sàn của họ những cái rất là hot, rồi kết hợp với quảng cáo, rồi tức là họ nghiên cứu rất là sâu, cũng như các vị khách mới nói, thì họ đấy là cái điểm mạnh của các sàn điện tử. Và mặt hàng thì nhiều mặt hàng ở trên đấy, thì tha hồ mà chọn. Thì tuy nhiên thì nó cũng có những điểm yếu, thì tôi chỉ phân tích ở góc độ pháp luật thôi. Thì điểm yếu ở đây là nếu mà nó có tranh chấp xảy ra thì cũng xử lý nó cũng hơi khó, cho nên là cũng mất nhiều thời gian, rồi cũng phải là nó không như mình mua trực tiếp thì mình ra mình đổi được ngay, hay là có vấn đề gì mình complain khiếu nại thì mình ra ngay cửa hàng để mình có vấn đề thì họ sẽ xử lý cho mình liền. Còn đây là qua cả một cái hệ thống, rồi những cái rủi ro như tôi phân tích ban đầu, ví dụ mua hàng mà các trang điện tử mà nó vượt biên qua cái không biên giới đó, thì nó cũng rất là khó cho cái bảo vệ cho cái người mua. Cho nên thì đó, thì những cái điểm mạnh của cái sàn điện tử đối với người tiêu dùng là như vậy, và cái điểm yếu là nó cũng có ảnh hưởng cho đến trực tiếp cho đến người tiêu dùng, khi mà có tranh chấp xảy ra thì những bảo vệ được quyền lợi của người tiêu dùng thì cũng hơi khó. Đó, thì tôi thấy như vậy. Thì ở đây thì cũng như các vị khách mời cũng có phân tích, thì tôi thấy đây là cũng là một cái thuận lợi cho các doanh nghiệp, họ có thể là đưa sản phẩm của mình lên những cái sàn đó. Nhưng mà cũng nếu mà các doanh nghiệp mà không đủ sức cạnh tranh về tất cả, về cả giá chất lượng sản phẩm, về cả mẫu mã sản phẩm, về cả cái tài chính của mình, thì đưa lên đấy cạnh tranh với một số đối thủ thì cũng khó. Cho nên cái gì thì tôi thấy nó cũng có hai mặt, mặt tích cực thì cũng rất là nhiều, nhưng mà rủi ro đối với người tiêu dùng và rủi ro đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc là kể cả doanh nghiệp lớn của mình mà muốn xâm nhập vào những cái sàn điện tử lớn như Lazada hay là một số, thì đấy là cũng có cả một vấn đề. Thì đấy thì tôi cũng chỉ có ý kiến như vậy, xin hết ạ. Thưa tiến sĩ Toàn, người ta hay nói đến thói quen là sính ngoại. Rồi như nãy giờ chúng ta cũng phân tích là khi mà ở các sàn thương mại điện tử nước ngoài thì mua tận nơi bán tận gốc không qua trung gian, thì cái giá cả nó rẻ. Thì có phải đây cũng là một yếu tố để các sàn thương mại điện tử ở nước ngoài thành công tại Việt Nam không ạ? Câu hỏi này cũng khá hay. Để trả lời sâu quá thì tôi tóm lược như thế này. Đầu tiên nhất là mình phải tìm hiểu lý do tại sao sính ngoại. Đầu tiên nhất là thói quen sính ngoại là chúng ta ham rẻ nè, chúng ta thấy yếu tố thương hiệu tốt nè. Thứ ba nữa là đa dạng sản phẩm nè, trong cái quy trình mở hàng của những cái tập đoàn nước ngoài đó, họ sẽ sự trải nghiệm rất là tốt về sản phẩm, và họ có một cái công nghệ, tôi gọi sử dụng là công nghệ PR và truyền thông. Tuy nhiên với góc độ là người main store thì tôi thích chơi chữ như thế này, có nghĩa là hiện đại thì đôi khi nó cũng hài điện, và chuyển đổi số thì chúng ta phải bắt đầu từ cụm từ chuyển đổi, nghĩa là chuyển đổi là chuyển đổi tư duy, và chúng ta phải có tư duy sáng tạo và xong nó mới số hóa, nghĩa là trong tiếng Việt chúng ta rất hay,
tôi thấy như vậy. Thì như vậy để giải quyết cái bài toán này nè, để làm sao mà giải quyết được gốc rễ của vấn đề này thì chúng ta cần phải có một chiến lược. Đầu tiên nhất là phải có chiến lược về marketing. À, chúng ta phải làm sao là để cho thấy rằng chúng ta là phân tích được là những cái sản phẩm nó sẽ ưu thế như thế nào. À, tại sao chúng ta thấy rằng là ở đất nước Việt Nam chúng ta là nông nghiệp, nhưng mà chúng ta tại sao lại chúng ta lại có nhiều người lại đi mua gạo từ Thái Lan, trong khi đó ST25 nó cũng rất là tốt mà. Và có những gạo Nàng Thơm, anh chị biết gạo Nàng Thơm là chỗ một cái vùng đất của Long An chúng ta, đúng không? À, nhưng mà do tôi, tại vì tại sao tôi biết gạo Nàng Thơm là tôi lại tư vấn cho một cái hợp tác xã nông nghiệp về cái gạo này, mà chúng ta về bản chất nó rất tốt. Tôi lấy ví dụ như về sâm, sâm ở sâm Ngọc Linh chúng ta rất tốt về hàm lượng, gọi là nếu mà có những cái đề tài khoa học, tại vì tôi tham gia những đề tài khoa học tôi thấy rằng là sâm Ngọc Linh Việt Nam ta rất tốt, nhiều hơn sâm Hàn Quốc. Nhưng mà khi tôi đi sâm Hàn Quốc á, tôi đi qua Hàn Quốc thì tôi thấy anh chị thấy là sâm Hàn Quốc nó bán đầy như củ cải dưới quê tôi Vĩnh Long á. Nhưng vấn đề ở chỗ là tại sao họ lại nổi tiếng nhắc tới Hàn Quốc là phải nói tới là mỹ phẩm và sâm, tại vì họ có cả một công nghệ PR và truyền thông. Thì tóm lại vấn đề đây là chúng ta phải có cách tư duy sáng tạo. Họ hiện đại nhưng mà đôi khi là hài điện. Chúng ta phải có một cái ngách thị trường. Tiếp tục đó là chúng ta phải có một cái hệ thống logistics. Giống như lúc trước tôi phân tích cho anh chị đó, thì tôi bị gãy một cái case study về một cái hệ thống đào tạo online, về chính là ở chỗ là chúng ta không có văn hóa, nhưng mà không có văn hóa sử dụng online. Ví dụ như trên thương mại điện tử thì bị gãy một chỗ là logistics. Nhưng ngày hôm nay cái yếu tố logistics là chúng ta đã thấy thuận lợi. Thuận lợi ở chỗ là gì? Chúng ta có rất nhiều cái nhà cung cấp dịch vụ về logistics. Cái này thì chúng ta có chương trình chúng ta bàn sâu hơn, ví dụ như B-Rap vân vân, nhiều thứ đó. À, rồi tiếp tục chúng ta thấy là chúng ta phải có chính sách hỗ trợ người bán hàng. Có nghĩa là chúng ta thay vì chúng ta tham gia trên cái sàn thương mại điện tử đó, thì trong giai đoạn này anh là nhà khởi nghiệp, tôi lấy ví dụ như một số tỉnh thành rất là hay, các anh các chú là sử dụng chiến lược là anh nào mà mở công ty thì ngay lập tức tôi đang suy nghĩ mở một cái viện đào tạo bách khoa ở miền Tây, thì trong 3 năm đầu tiên là được miễn thuế. Đó là một cái yếu tố. Ví dụ như anh tham gia cái sàn thương mại điện tử của tôi đi chẳng hạn, tôi sẽ có những chính sách 1, 2, 4 là đó là về chính sách. Tiếp tục nữa là anh chị phải có cái khả năng thích ứng với thị trường Việt Nam. Thích ứng với thị trường Việt Nam là thí dụ như chúng ta phải có những cái ưu thế hơn những nhà nhập khẩu về đây. Mặc dù là thương mại điện tử chuyển đổi số là không biên giới, nhưng mà chúng ta đây có những cái chính sách. Tôi lấy ví dụ như tại sao một doanh nghiệp khởi nghiệp, chúng ta mặc dù là chúng ta ứng dụng sàn thương mại điện tử, nhưng mà khi chúng ta khởi nghiệp, tất cả mọi người đều khởi nghiệp, thì chúng ta thấy là khởi nghiệp phải theo có 3 lĩnh vực mà chúng ta cần phải quan tâm mà để chúng ta có ưu thế. Tôi lấy ví dụ như về nông nghiệp chẳng hạn. Nông nghiệp mà chúng ta làm bình thường trồng lúa, như ông Toàn mà xuống ra trồng lúa thì làm sao tôi cày được bằng anh Tướng Anh. Còn chú nông dân, nhưng mà chúng ta có một chiến lược, ví dụ vậy, thì tổng hợp những cái đó và tiếp tục nữa, chúng ta vẫn câu nói gắn sâu vào máu thịt của những người làm chuyên gia Main Store như chúng tôi, đó là một yếu tố là quan trọng nhất, đó là anh chị phải giáo dục thị trường. Và chúng ta từ giáo dục thị trường anh mới có tư duy sáng tạo. Mặc dù tôi vẫn là sử dụng sàn thương mại điện tử đó, nhưng tôi sử dụng công nghệ đó, nhưng mà tôi có tư duy chiến lược, tôi sử dụng cái đó hiệu quả hơn anh. Ngay cả việc truyền thông thương mại tôi đã áp dụng tạo những di sản trên nền tảng hệ thống công nghệ, thì tôi đã hơn anh lại phải sử dụng rất nhiều triệu đô la. Thì tổng hợp những thứ đó thì chúng ta sẽ có một cái bài toán khá hay, và một cái bài giải đó sẽ hoàn thiện hơn tùy vào từng điều kiện của sàn thương mại điện tử đó. Thì mình kết hợp tất cả nhiều thứ, thì tôi nghĩ rằng đó là một cái giải pháp tốt nhất. Thưa ông Tuấn Anh, có một khách, có một thính giả đã hỏi về chương trình rằng là do chúng ta chuyển đổi số chậm hay do người Việt ít vốn nên chưa tạo được sức cạnh tranh. Dạ, xin mời ông Tuấn Anh ạ. Ở đây thì tôi cũng chưa rõ là cái câu hỏi này là bạn hỏi ở góc độ là chủ doanh nghiệp hay là người tiêu dùng hay là về sàn. Thế nhưng mà đây thì tôi cũng cứ mạnh dạn là tôi chia sẻ ở góc độ là chủ doanh nghiệp. Thế thì khi mà chúng ta nói về cái câu chuyện chuyển đổi số thì thực sự ra là theo cái góc nhìn của tôi ấy, đó là chúng ta đã rất là chậm. Phải nói là các chủ doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta rất là chậm ở trong cái câu gọi là các cái câu chuyện của chuyển đổi số. Và
tôi nghĩ rằng nếu như mà trong vòng 1 năm hoặc 2 năm nữa các doanh nghiệp của chúng ta mà không thực hiện cái chuyển đổi số thì có lẽ là sẽ không có cơ hội để có thể tiến lên được. Bởi vì là nó như thế này, cái quan trọng nhất của cái câu chuyện chuyển đổi số đó là chúng ta thấy rằng là khách hàng đã thay đổi. Những khách hàng mà gọi là nhiều, gọi là lớn tuổi như là luật sư, như là thầy Toàn hay là tôi hay là chị thì dần dần chúng ta sẽ lớn tuổi lên. Và bản thân chúng ta bây giờ cũng mua sắm hay là chúng ta áp dụng chuyển đổi số rất là mạnh. Thành thử ra là cái ý của chúng ta này, bản thân chủ doanh nghiệp thì mua hàng online sử dụng các cái dịch vụ số gọi là nhoay nhoáy. Thế nhưng mà khi mà hỏi đến là ông có chuyển đổi số cho doanh nghiệp của ông hay không thì lại trả lời rằng là từ từ đợi đi đã. Thế là rõ ràng là chúng ta thấy rằng là gì, đây là sự một cái sự gọi là sự mâu thuẫn. Thì chúng ta nhìn thấy là đấy là cái đấy là một cái sự mâu thuẫn. Tiếp đến nữa là về cái chuyển đổi số, bây giờ tôi lại chia sẻ cách đây 3-4 năm hay là cách đây 10 năm thì khi mà áp dụng công nghệ thì chi phí về công nghệ các thứ rất đắt. Nhưng bây giờ thì tôi hay nói vui là các chủ doanh nghiệp nho nhỏ hoặc là các doanh nghiệp siêu nhỏ khi mà áp dụng các chuyển đổi số thì coi như là mất đi một cái xe máy lít có mấy chục triệu một năm, thì coi như là chúng ta để cái xe máy lít ở tại ngoài đường rồi bị trộm nó đi lấy nó mất. Thế còn nếu như mà một cái doanh nghiệp lớn hơn thì tôi nói hay nói vui là áp dụng chuyển đổi số gọi là chuyển đổi số tận cốt lõi thì có lẽ chúng ta mất đi một cái xe vai ốt thôi. Mấy trăm triệu thôi, là bây giờ các cái nền tảng của Bộ Thông tin Truyền thông thúc đẩy bây giờ các cái nền tảng về công nghệ số vô cùng rẻ. Thành ra cuối cùng cũng quay trở lại với cả cái câu chuyện của anh Toàn vừa nói là cái việc mà chuyển đổi số chậm đó chính là cái tư duy của người chủ doanh nghiệp. Của người chủ doanh nghiệp. Và cái này thì thực ra tôi nghĩ là nó cũng chả phải là chuyển đổi số mà nó nhiều thứ khác. Nói chung là chúng ta rất là ngại thay đổi. Còn chúng ta ngại làm những cái mới. Thì đấy là cái điều mà tôi cũng muốn chia sẻ với cả các bạn thính giả. Dạ, xin cảm ơn. Xin MC cho tôi bổ sung thêm chỗ này nữa. Anh chuyên gia tiếng Anh chia sẻ về góc độ là chuyển đổi số, là anh đứng dưới góc độ là doanh nghiệp. Thì chúng ta thấy rằng là anh Tuấn Anh đã phân tích một cái ý rất là hay, đó là chuyển đổi số như đã tôi chia sẻ đó. Tại vì tôi thích cái từ chuyển đổi số, chính là chuyển đổi trước, có nghĩa là anh phải tư duy nhanh, nếu không là thua. Đó là ý thứ nhất nãy giờ anh Tuấn Anh đang nói, và tôi muốn tóm lược lại trong một cái từ khóa là chuyển đổi số thì đã có chữ chuyển đổi tư duy rồi. Thứ hai nữa là tôi thấy ý của anh này hỏi về một cái mặt nữa là tài chính. Thật ra nó có luôn cả yếu tố tài chính. Tuy nhiên tài chính thì chúng ta phải nhìn cái góc độ là của một người main store đó. Thì tôi thấy rằng tài mới là chính. Hồi nãy tôi đã nói rồi. Có nghĩa là tôi không có tiền tôi vẫn khởi nghiệp được mà. Đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ như là một cái điều kiện thành lập một trường đại học đi chẳng hạn. Một trường đại học thì nó có hai yếu tố thôi. Thật ra nó nhiều yếu tố nhưng mà tôi nghĩ là ba yếu tố, mà yếu tố thứ nhất là tôi có rồi. Tôi thấy ví dụ như là yếu tố đầu tiên là đội ngũ giảng viên thì hú phát và anh em tiến triển nhiều. Thứ hai nữa là yếu tố là phải có 5 hectare đất thì tôi cũng có rồi. Chỉ còn có yếu tố thứ ba mà tôi không có, đó là 1.000 tỷ. Ông Toàn phải có 1.000 tỷ tiền mặt. Nhưng thật ra tôi thấy tài chính này rất là dễ, tôi gửi 1.000 thằng có 1 tỷ là xong. Đúng không ạ? Tôi dùng công nghệ blockchain, tôi huy động vốn, ví dụ vậy. Và thí dụ như thằng nào có nhiều tiền thì làm 100 anh thì cũng xong. Ý tôi nói vui như vậy là chỉ thấy rằng là tài chính không có quan trọng lắm. Mình có một đề tài ok thì lập tức cả xã hội sẽ quan tâm đến chúng ta. Vấn đề ở chỗ là anh chị cần chuyên gia nào để chúng ta có thể huy động tài chính. Thậm chí là anh chị có cả một cái kế hoạch kinh doanh. Thì tôi bổ sung thêm yếu tố tài chính cũng không quan trọng lắm nếu dự án chúng ta phát triển. Thưa luật sư Chuyên, theo luật sư thì chúng ta cần có những cái biện pháp phòng vệ nào để bảo vệ được hàng hóa rồi sản xuất trong nước và các sàn giao dịch thương mại điện tử của người Việt trước các hiện tượng cũng như là các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới ạ? Dạ, kính thưa quý khán giả và các vị khách mời, thì ở đây thì bây giờ để có cái bảo vệ được các chủ thể là các sàn điện tử của nước mình này và các doanh nghiệp của nước mình cũng như là người tiêu dùng của nước mình thì bắt buộc nó phải có một cái hệ thống pháp luật đồng bộ. Đây phải có pháp luật hệ thống đồng bộ và điều chỉnh chặt chẽ. Ở đây thì do những cái đây là những cái mà mới, những cái sàn điện tử này nó mới cho nên là cần có kết hợp của nhiều cơ quan cũng như phần đầu tôi nói. Thì trong nghị định với trong luật cũng có nói rồi, tức là ở đây là chủ quản là bộ chủ quản là cơ quan nhà nước, thì ngoài bộ
công thương, thì còn các cơ quan ngang bộ thì phải tham gia rất là nhiều. Ở đây như là Bộ Thông tin Truyền thông cũng như các vị khách mời đi nói, rồi các cơ quan ngang bộ, rồi ở đây là các sở ban ngành, rồi các cấp tỉnh nữa, trực thuộc trung ương. Thì trong nghị định nó cũng có quy định rất là cụ thể, nhưng mà việc ở đây mà phối hợp, ngay cả hải quan của mình cũng phải rất là chặt chẽ ở đây. Bởi vì khi những cái trang, như phần đầu tôi phân tích là khi mà những cái sàn thương mại điện tử xuyên biên giới thì những cái hàng hóa nó vào mà dưới cái mức mà mình kiểm soát, dưới cái mức mà mình phải đánh thuế mà cứ cho vào như thế thì nó không có sự công bằng. Và cũng về hàng hóa chất lượng như vậy thì theo tôi thì để có những cái rào cản, để có những cái mà bảo vệ rào cản, để bảo vệ chặt chẽ cho những cái sàn thương mại điện tử của mình thì nó phải có những điều kiện. Và ngoài những cái điều kiện thì đối với những cái sàn thương mại điện tử trong nước mình thì mình cũng phải có những cái ưu tiên đặc biệt. Bởi vì trong cái, thật ra tôi cũng là luật sư, tôi cũng nghiên cứu khi mình tham gia WTO và một số cái hiệp định thì nó cũng có những cái mà được đặc quyền cho những cái doanh nghiệp trong nước mà. Thì ở đây thì ngoài những cái việc thì mình cũng phải xây dựng để phát triển đội ngũ của mình ở trong nước của mình, thì nhà nước khi xây dựng những cái luật pháp đấy thì mình cũng phải có cái bảo vệ và có những cái hỗ trợ cho doanh nghiệp của mình. Tất nhiên muốn bảo vệ hỗ trợ đấy thì nó phải theo luật, phải có sự là theo luật cạnh tranh. Mình cũng không thể bảo vệ mà nó trên pháp luật được, và bảo vệ những cái mà mình tham gia những cái công ước quốc tế và tham gia những cái luật pháp quốc tế thì mình phải đảm bảo. Nhưng ví dụ như là tôi nói, ví dụ như là hỗ trợ về vốn thì mình cũng có chính sách để hỗ trợ, mà những cái sàn điện tử của mình như các ở đây là các diễn giả thì nói là phải cần là phải có vốn và phải có tiền để hỗ trợ, rồi phải có những cái công nghệ, đúng không? Thì mình cũng phải có những công nghệ, rồi có con người đó, thì mình có những cái chính sách, và nhất là những cái chính sách thuế đối với những cái sàn điện tử của mình, để mình có mình cạnh tranh được những cái sàn điện tử mới. Sàn điện tử nó hoạt động quá là lâu ở nước ngoài, có quá nhiều kinh nghiệm, và mình thì non trẻ. Như vậy thì mình phải xây dựng một cái là bảo vệ là cho các doanh nghiệp non trẻ của mình. Ngoài ra thì những cái phải có những cái mà luật pháp phải chặt chẽ để bảo vệ cho những cái giao dịch mà nó không có sự công bằng đối với những cái sàn điện tử của mình. Yeah. Nó qua mà mình không kiểm soát được, như vậy thì sàn điện tử của mình làm sao mà cạnh tranh đối với những cái hàng hóa rẻ, mà như cũng như câu hỏi của MC trước đây là những cái xính ngoại của người dân của mình đó. Mình cứ đi mua hàng ngoại không ở trong cái hàng nội. Nhưng mà ở đây là quý thính giả và MC cũng như là các vị khách mời đã yên tâm là Bộ Công Thương thống kê rồi, hàng Việt Nam vẫn tăng, vẫn mua bán ở trên cái sàn thương mại điện tử là tăng từ 75%, mà theo Bộ Công Thương tăng lên là 85%. Yeah. Cho nên là không phải, mình cũng không lo là dân của mình họ đi họ mua những cái kia đâu. Tất nhiên bây giờ họ cũng rất là hiểu biết, và họ cũng phải đảm bảo cái quyền lợi cho họ chứ. Khi mà có một cái trường hợp này xảy ra rồi thì bây giờ mạng mà, thì họ cũng biết hết và họ sẽ tránh và họ sẽ quay. Tôi nghĩ là mình quan trọng nhất là cũng nỗ lực của mình, và chính mình, chính những doanh nghiệp của mình và người tiêu dùng của mình phải nhận thức được thế. Và mình có cái câu khẩu hiệu là người Việt Nam ủng hộ hàng Việt Nam mà, đúng không? Yeah. mình cố gắng làm những cái đấy thì đó, như phải xây dựng một chính sách là luật pháp, rồi có những cái chính sách ưu đãi, và mình bảo vệ những cái doanh nghiệp của mình và bảo vệ người tiêu dùng của mình thật tốt, thì tôi nghĩ đấy là sẽ thành công. Xin yeah. cảm ơn. Và thưa ông, thì hiện nay thì luật sư có thể cho biết là chính sách của mình có hỗ trợ được gì cho doanh nghiệp ngay trên sân nhà của mình không ạ? Thì nếu mà nói về chính sách của mình hỗ trợ cho doanh nghiệp của mình thì tôi thấy ví dụ như là một số cái chính sách như là thì cũng tùy theo cái những cái trong sàn điện tử của mình thôi. Cũng như các vị khách mời nói, bây giờ nếu mà mình đưa lên thì mình phải có chính sách khuyến khích hàng của Việt Nam đưa lên đấy, thì ví dụ mình mua gian hàng thì phải được miễn như thế nào, đúng không? Cái đấy là do từng cái, bởi vì tôi cũng có những cái khách hàng mà tranh chấp ở TikTok, thì khi mà hàng thì tất nhiên TikTok thì ví dụ như mà đấy là những cái trang mà của nước ngoài, còn ví dụ mình xây dựng cái trang điện tử của mình này, thì khi mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp thì cái đấy là doanh nghiệp phải làm việc trực tiếp với những cái sàn điện tử đó, và mình phải có chính sách, tức là những cái chủ của những cái sàn điện tử đó phải có những chính sách đối với doanh nghiệp của mình, đúng không? Ví dụ mình đưa hàng đi nước ngoài mình cũng có chính sách về thuế, đúng không? Rồi đưa hàng lên mạng đó mình cũng phải có chính sách là về trợ giá hay là như thế nào đó. Thì tôi thấy thì đấy là những cái mà cần những cơ quan nhà nước hoặc là cần những doanh nghiệp phải phối hợp với nhau để hỗ trợ cùng nhau để mới có chỗ đứng ở cái sàn điện tử này được.
Đó, thì tôi có ý kiến như vậy. Dạ, dạ câu hỏi cuối cùng của chương trình hôm nay xin được mời ông Tuấn Anh ạ. Ở đây... Dạ, à, dạ. Phương Uyên xin phép hỏi ông Tuấn Anh, tức là làm sao để người dân có thể phân biệt được là sàn thương mại điện tử nào là sàn thương mại điện tử chính thức được cấp phép và hoạt động để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng ạ? Cái này thì tôi nghĩ rằng là không có một ai khác, đó chính là bộ chủ quản. Là ở đây có hai câu chuyện, là nhất là bộ chủ quản phải làm tròn vai để xác định được rằng là phải có những cái tiêu chí quy định, cũng như là luật sư có nói là xác định là sàn nào là tuân thủ luật pháp và sàn nào không thủ luật pháp. Và tiếp đến một cái thứ hai nữa, đó là sau khi mà bộ chủ quản nó có rồi thì phải đến lượt là truyền thông. Yeah. Bộ thông tin và truyền thông cần phải có những cái thông tin chính xác về các cái sàn nó như thế nào, báo chí. Nhưng ở đây thì tôi muốn bổ sung một chút, đó là cái lúc nãy mà tôi nói về công bằng, thì đây tôi nói một câu chuyện là công bằng trong quảng cáo. Sàn Temu có rất là nhiều các cái chính sách tiếp thị liên kết, nhưng mà cái quyền lợi không có rõ ràng. Đấy, có người nói rằng là giới thiệu thì được rất là nhiều tiền chẳng hạn, nhưng mà cuối cùng tiền đấy nó không phải là tiền thật. Thế thì bây giờ chúng ta cần phải có một cái gọi là quy định chế tài về cái quảng cáo của các sàn thương mại điện tử. Chúng ta thấy rằng là bây giờ là các nhà mạng là không được quyền là khuyến mại quá là 20%. Yeah. Mà bây giờ chúng ta thấy rằng ở trên các sàn thương mại điện tử là 50%, 100%. Yeah. Thế thì cái luật nào, cái nghị định nào trong cái vấn đề quảng cáo chế tài những cái quảng cáo như vậy ở trên không gian mạng? Thì cái chỗ này chính là một cái chỗ gọi là công bằng. Tại vì các đơn vị của Việt Nam khi mà tiến hành quảng cáo thì phải theo luật quảng cáo. Yeah. Thế còn của họ thì khi họ quảng cáo như vậy thì chả có đơn vị nào đứng ra để nói rằng là những cái quảng cáo của anh là nó không ổn. Yeah. Thành ra đây là chúng ta phải có những cái gọi là những cái nghị định để quy định cái gọi là cái sự quảng cáo. Và tôi thấy hiện giờ chúng ta đang ngồi đây, nhưng mà các cái quảng cáo của các sàn đâu đó nó cũng rất là nhiều thứ mà nó gọi là phóng đại lên và nó không phải là sự thật. Yeah. Yeah, ở đây thì tôi cũng chia sẻ với chỗ cho Tuấn Anh ha. Dạ, Tuấn Anh. Dạ. Thính giả thì thật ra luật của mình có là quy định về quảng cáo rất là chặt chẽ đó, nhưng mà tuy nhiên đây là những cái sàn mà nó xuyên biên giới, cả những cái chính mà nó chui. Vâng. Cho nên bây giờ mình là không phải là có những quy định để mà mình phải có chế tài để xử phạt những cái ông đấy. Vâng. làm sao để cho nó có sự công bằng ở trong ông. Vâng. Quảng cáo như thế thì người dân thấy cái rẻ cứ lên, chính xác. Đúng không? Vâng. Nó không đúng sự thật, mà trong khi luật quảng cáo của mình quy định rất là chặt chẽ. Tôi nhớ là nếu mà muốn có làm một cái chương trình khuyến mại thì phải đăng ký của Sở Công Thương, và nó phải chặt chẽ lắm, chứ không phải anh đúng muốn rồi. Làm gì thì ngay lập tức là anh bị phạt ngay. Còn ở trên mạng thì mình thấy nhăn nhản như vậy, thì bây giờ thì theo tôi nghĩ là cơ quan nhà nước mình phải làm sao mà có những cái chế tài, khi nó có như vậy thì mình phải xử phạt được họ, và mình làm sao mà bằng cách nào đó, bằng công nghệ để mình có thể ngăn chặn hoặc mình cấm họ, đúng không, để làm những cái chuyện đó mà nó hoàn toàn hợp pháp đó, chứ không phải là mình làm không đúng đâu. Ví dụ như vậy, đúng không? Thì đấy là những cái theo tôi là như vậy. Và ông Toàn cái ý kiến như vậy, bổ sung thêm hai cái ý này, ba ý rất là quan trọng nè. Thứ nhất là chúng ta quảng cáo thương mại thì chúng ta phải theo luật thương mại. Tôi nhớ rất rõ là hai cái keyword. Đầu tiên nhất là anh không vượt quá khuyến mại quá 40% và không quá trong vòng 3 tháng. Đó là cái ý thứ nhất. Rồi trở lại cái bổ sung thêm một cái ý của anh Tuấn Anh khá hay vậy nè. Là những cái sàn thương mại điện tử đó, anh chị phải để là nếu mà nó chính thống á, thì bên góc trái của màn hình ở dưới đất á, ở dưới cái phần của website á, nó sẽ được dán một cái nhãn của Sở Công Thương hoặc là Sở Thông tin Truyền thông. Đó là yêu cầu đầu tiên. Đó là một cách đó về là luật pháp. Còn một cái cách mà tôi trải nghiệm bằng công nghệ á, anh chị cứ vô cái trang là whoi.net hoặc là một số trang khác, thì nếu có điều kiện tôi sẽ cung cấp thêm. Anh chị chỉ cần gõ cái tên miền, cái này là kỹ thuật tôi trải nghiệm nha, gõ tên miền, tôi lấy ví dụ như tôi có một website là thailamtoan.com đi chẳng hạn, hoặc là e-commerce gì đó, anh chị gõ vô cái tên miền nó lập tức nó sẽ ra những cái thông tin. Nếu anh chị biết tiếng Anh càng tốt thì nó sẽ có những cái thông tin anh lít tiếp nữa và lít tiếp nữa, thì nó sẽ biết được là cái trang này thật hay giả. Và liên quan một cái số thủ thuật nữa, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta là những nhà tiêu dùng thông minh, thì tôi nghĩ rằng cái chủ đề này cần phải có nghiên cứu sâu hơn nữa, để chúng ta sẽ quản trị được rủi ro và chúng ta làm sao đó đừng bị lừa nhiều quá. Thì tôi nghĩ rằng là với những cái thông tin từ đầu buổi tới giờ thì sẽ cung cấp cho anh chị những cái hàm lượng kiến thức để anh chị có thể là ứng dụng thương mại điện tử
các cái mô hình và các cái giải pháp quản trị và những cái pháp lý, thì tôi nghĩ rằng chúng ta từng bước theo dõi kênh VOV Giao thông thì chắc sẽ có nhiều cái kiến thức hay hơn nữa. Dạ, xin được cảm ơn tiến sĩ. Kính thưa quý vị, hội nhập thương mại sâu rộng rất tốt cho sự cạnh tranh của nền kinh tế và tạo ra nguồn lực lớn cho xã hội. Tuy nhiên, quản lý rủi ro, bảo vệ chính đáng lợi ích của doanh nghiệp Việt, bảo vệ nền tảng sản xuất bằng các giải pháp đúng, không vi phạm nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng là vấn đề cần phải được áp dụng. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt, nhất là trên thị trường mua sắm, sản xuất hàng hóa cũng là một yêu cầu cấp thiết. Hy vọng những nội dung trong chương trình hôm nay cũng đã giúp cho quý vị thính giả những thông tin cần biết dành cho mình. Và một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình diễn đàn 91 hôm nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn tiến sĩ Thái Lâm Toàn, Viện trưởng Viện Đào tạo Bách Khoa. Trân trọng cảm ơn Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dr. SME, Tư vấn Tái Cấu Trúc, Chuyển đổi số và Chuyển đổi xanh. Trân trọng cảm ơn luật sư Phùng Anh Chuyên, Ủy viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam. Và trân trọng cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã đón theo dõi. Còn bây giờ thì Phương Uyên và các vị khách mời xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Xin cảm ơn. Xin chào các bạn thính giả. Xin chào quý vị. Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.